Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Tiếp theo ở cái video buổi tối ngày hôm nay, ngày 13 tháng 7 anh em nhá. Thì như thường lệ ngày thì Túc và anh em cùng đi săn cái thẻ bí ẩn từ dự án Hamster con bác được chưa? Chúng ta sẽ săn cái mật mã hàng ngày là ngày 13 tháng 7 và săn cái thẻ kết hợp hàng ngày tức là ngày 14 tháng 7 anh em nhá. Được chưa? Đấy thì con mật mã hàng ngày nhận 1 triệu đồng xu Hamster con bắc và thẻ kết hợp thì chúng ta sẽ nhận được là 5 triệu đồng xu Hamster con bắc. Tổng cộng chúng ta nhận được 6 triệu đồng xu Hamster con bắc từ dự án, được chưa? Còn cái mật mã hàng ngày này thì thường thường buổi sáng mình làm video ngắn mình có gửi lên cho anh em rồi, nhưng mà kèm theo cái video này mình hướng dẫn gộp tiền thẻ, được chưa? Đối với những người mới chưa tham gia kèo Hamster con bắc thì anh em nhanh chóng kích vào đường link dưới phần mô tả để chúng ta đào được thật nhiều coin. Chúng ta đăng ký để đào sớm để đào thật nhiều coin. Vì nó theo thông tin thông báo là cuối tháng 7 nó cho nó phát hành Aerobe rồi. Ok dạ. Thì đối với những người cũ thì chúng ta sẽ kích phần Mele cho mình nè. Ok, vì cái thẻ ngày hôm nay là gì? Hôm nay là ngày 13 tháng 7, tức là thẻ ngày 14 tháng 7 anh em nhá. Được chưa? Và thẻ này có hiệu lực từ 23 giờ 52 phút nữa và nó sẽ thay đổi thẻ khác, được chưa? Thẻ hôm nay là gì ạ? Mình cũng số ở đây. Thẻ hôm nay là Barea đi tung market, được chưa? Chúng ta 100. Chúng ta tìm cái phần market này. Đây. 100 đúng không ạ? Đây. Barea đúng không ạ? Mình kiểm tra lại một lượt nữa. Barea đi tung market này. 100. Đây. Anh em có thể thấy không ạ? Đây. Thẻ hôm nay kích vào nhận này. Ok, một thẻ này. Rồi thẻ thứ hai là thẻ thẻ này là thẻ mình có khả năng mình nâng lên vào cao rồi. Super Cuti Tem này. Có khả năng thẻ hôm nay là mình không làm rồi. Super Rare này. Chúng ta kích vào Super Rare cho mình, Super cho mình này. Đấy, nó nằm ở cái phần này này. Có khả năng thẻ hôm nay là mình nâng cấp cao như kia, không biết là có nâng cấp. Mình nghĩ chắc nâng cấp này. Không phải nhỉ. Mình xem lại nào. Super Rare Tem. Super Rare Tem nó nằm ở cái phần BK nhá anh em nhá. Sorry anh em tí. Nằm phần BK. Super Tem này. Super đây Super Rare anh em ơi. Vậy thẻ hôm nay nan rồi anh em ơi. Dạ. Rồi kích phần hiện tại mình mới level 3. May quá. Rồi kích phần nhận cho mình. Đấy, cái căn bản là tôi mình lưng level cao quá đấy chứ, nên là bây giờ là kiểu sợ lỗ rồi đấy chứ. Thẻ cuối cùng là thẻ mới không lo rồi. Thẻ cuối cùng là NFT Market Blair này. NFT Market Blair này. Chúng ta kích phần cấp 3 cho mình này. Đấy. Thì chúng ta kích luôn này, lợi nhuận bây giờ 2k. Úi giời thơm thế anh em ơi. Lợi nhuận bây giờ 2k cơ mà. Mà hết 78.000 cái đồng xu từ các bác. Ok, chúng ta kích vào nhận gì thở luôn này. Khá là thơm, phải nói là không phải nó hôm nay khá là thơm luôn, khá là thuận buồm xuôi gió, được chưa? Đấy, không có chắc trở gì, không phải là mở khóa thì rất làm cái nữa cho nó thuận buồm xuôi gió, được chưa? Kích vào nhận cho mình. Được chưa? Vì cái lợi nhuận bây giờ nó khá cao mà mình bỏ ra cái đồng xu hôm từ các bác là khá ít, được chưa? Ok, tiếp sau đó thì chúng ta kích vào phần exchange cho mình, đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta kích phần mật mã hàng ngày này. Được chưa? Thì cái mật mã ngày hôm nay là block anh em nhá. Ngày 13 hôm nay mấy? 13 tháng 7 anh em nhá. Được chưa? Rồi để mà gõ được chữ B thì chúng ta kích vào một giữ ba chấm này, được chưa ạ? Một giữ ba chấm này, chúng ta thực chiến luôn này, được chưa? Một giữ này. Sorry nhá, mình lấy lại này. Một giữ này, 1 này, 2 này, 3 chấm này. Ok, là chữ B này. Muốn gõ chữ L thì một chấm, một giữ, một chấm này, một chấm này, một giữ này, một chấm này, một chấm này. Ok, là chữ L này. Muốn gõ chữ O thì ba giữ này. Một giữ này, hai giữ này, ba giữ này. Ok, là chữ O. Muốn gõ chữ C thì một giữ, một chấm, một giữ, một chấm này, một giữ, một giữ này. Sai rồi. Ok, khi chúng ta gõ thành công thì chúng ta nhận được là 1 triệu có đồng phần 3 ngày này, kích phần nhận thì thưởng cho mình này. Còn nếu anh em nào sợ mình là mình ngắt cái đoạn đấy là mình cắt ghép vào thì anh em có thể xem cái video ngắn của mình, được chưa? Xem mình có làm uy tín hay không, được chưa? Mình qua quay trực tiếp tay mình ấn ấy, được chưa? Đấy, lắm anh em lại bảo mình là thế ở trong cái bình đoạn này mà là cắt ghép xong bắt đầu là đến đoạn đấy dừng xong bắt đầu cắt ghép. Đấy, thực tế là mình quay luôn trực tiếp tay mình ở cái video ngắn ấy, tay mình ấn ấy, được chưa? Đấy, xem anh em có bảo là cắt ghép kiểu gì, được chưa? Đấy, nó là như thế nha.
Ở video này mình gửi tới anh em từ dự án Hamster Combat. Nói chung là ngày hôm nay xem thẻ biển là thuận buồm xuôi gió, không có trắc trở hay là mở khóa gì sất để chợ là nhận đều luôn, và chúng ta là khá là lãi được chưa. Ok, mình gửi tới anh em nhé. Cho anh em thấy video hay nghĩa cho mình xin một đơn like cũng như một đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất mình thường xuyên chia sẻ mọi người. Bây giờ chào tất cả mọi người.